Aokbat Chutimon, thiên tài bất hảo, vất như diều gặp gió khi bén duyên màn ảnh hoa ngữ. Thiên tài bất hảo là tác phẩm làm mưa làm gió trong năm 2017 với kịch bản hấp dẫn cùng dàn diễn viên chất lượng. Trong đó, nữ chính Lin sở hữu bộ óc thiên tài cùng tính cách mạnh mẽ là nhân vật nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả. Aokbat Chutimon chính là mỹ nhân đảm nhận vai diễn đình đám năm đó. Giờ đây, cô nàng khiến dân tình trầm trồ trước màn lột xác ngoạn mục với vẻ đẹp hút mắt cùng sự nghiệp thăng hoa khi lấn sân sang làng giải trí hoa ngữ. Aokbat Chutimon, tên thật là Chutimon Chuan Charoen Sukin, là cô gái sinh năm 1996, có nhiều triển vọng của làng giải trí Thái Lan. Trước khi chính thức trở thành diễn viên nổi tiếng của TVBiz, cô đã gây ấn tượng trong vai trò người mẫu từ khi 15 tuổi. Cô nàng Lin trong Thiên tài bất hảo được xem là vai diễn giúp tên tuổi của Aokbat Chutimon nhanh chóng vụt sáng. So với nhiều nữ diễn viên trong làng giải trí Thái Lan, Aokbat Chutimon được khen ngợi sở hữu nhan sắc khác lạ và độc đáo. Vẻ đẹp của cô không theo tiêu chuẩn chung thường thấy, nhưng đặc biệt lôi cuốn. Nữ diễn viên có khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt một mí và làn da nâu đặc trưng. Trước đây khi mới vào nghề, cô từng được khuyên nên phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng người đẹp sinh năm 1996 vẫn tự tin với vẻ đẹp của mình. Nữ diễn viên thường xuyên đăng tải hình ảnh mặt mộc hay ít son phấn trên trang cá nhân. Vốn xuất thân với vai trò người mẫu cùng vẻ đẹp lạ, Aokbat Chutimon chính là con cưng được nhiều thương hiệu thời trang ưu ái. Người đẹp là cái tên quen thuộc của hàng loạt tạp chí lớn, thậm chí còn xuất hiện trên thảm đỏ của liên hoan phim Cannes. Cô còn từng đoạt giải ngôi sao sành điệu nhất tại JOOX Thái Lan Music Award 2020 và người phụ nữ châu Á truyền cảm hứng nhất năm 2019 tại East People's Choice Award. Những điều không phải ai cũng biết về Chutimon. Chutimon sinh năm 1996 và là một người mẫu chứ không phải diễn viên chuyên nghiệp. Best Singers là bộ phim rẽ ngang đầu tiên mà cô thử sức. Thế nhưng cô gái này vẫn quẩy tung trời bên cạnh các anh chị giàu kinh nghiệm hơn. Sự tự nhiên trong diễn xuất của Chutimon chính là điểm cộng cho cô và cho cả bộ phim. Sở hữu chiều cao 1m76, Chutimon bước chân vào làng mẫu xứ Chùa Vàng khi mới 15 tuổi. Cô cũng là mẫu nữ duy nhất của Thái Lan được xuất hiện trên trang bìa tạp chí Harper's Bazaar của Anh. Tuổi trẻ tài cao là những gì fan Thái nhận xét khi nhắc đến Chutimon, Chuan Charoen Sukin. Ở lĩnh vực diễn xuất, cô gái 21 tuổi này chứng tỏ việc đã làm là phải làm đến nơi đến chốn khi nhận được giải thưởng Screen International Rising Star Asia, ngôi sao đang lên của châu Á tại New York Asian Film Festival lần thứ 16. Những diễn viên kỳ cựu nổi tiếng khác của Thái Lan cũng chưa từng giành được danh hiệu này. Đạo diễn của Best Singers, Natawut Phulbiriya nhận xét về Chutimon. Cô ấy đã chứng minh rằng mình là câu trả lời tốt nhất cho vai diễn này. Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời nhất của cô ấy là đơn giản mà hiệu quả. Cách Chutimon diễn tả nhân vật của mình qua ánh mắt, cử chỉ đã khiến tôi tin tưởng rằng cô gái này có trái tim và trí óc có thể kiểm soát mọi bước của bộ phim mà không cần phải bắt chước bất cứ ai. Tham gia vào showbiz nhưng hiện tại, Chutimon Chuan Charoen Sukin vẫn rất chăm chỉ học hành. Cô đang theo học nghệ thuật tại Đại học Chulalongkorn. Gương mặt Chutimon không hề xinh xắn hay đẹp không tì vết như những đồng nghiệp khác. Thế nhưng đôi mắt một mí cùng làn da nâu lại biến ngoại hình của nữ diễn viên trẻ này trở nên độc nhất vô nhị. Đặc biệt khi vào Valin, Chutimon đã thể hiện hoàn hảo nhất một nhân vật nữ với tố chất chỉ đại, mạnh mẽ và bướng bỉnh. Thời còn đi học, Chutimon Chuan Charoen Sukin chưa bao giờ nghĩ đến việc theo nghệ thuật. Cô tập trung cho toán và khoa học để chinh phục ước mơ trở thành bác sĩ như cô chú của mình. Cho đến khi Chutimon học lớp 11, một đàn chị đã gợi ý cô nên trở thành người mẫu, giúp đỡ và mở ra một thế giới khác với Chutimon. Cuối năm ngoái, Chutimon đã đến Hồng Kông, lần đầu trải nghiệm làm người mẫu quốc tế. Phong cách làm việc chuyên nghiệp và khả năng tiếng Anh khá đã giúp Chutimon gây được chú ý với những đại diện nước ngoài. Họ muốn Chutimon trở lại Hồng Kông hợp tác với các nhãn hàng trong mùa cao điểm thời trang. Hiện tại, cô gái trẻ này đang có 83.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân. Mọi người thích nhất của Chutimon chính là sự cá tính và phong cách ngầu ngầu. Sau khi Best Singers bùng nổ, lượng fan của Chutimon đã tăng lên đáng kể. Bộ phim góp phần đưa Chutimon lên tầm cao mới. Bộ phim Thái Lan Best Singers từ Việt Thiên tài bất hảo bất ngờ gây được chú ý khi ra rạp Việt vào thời điểm hiện tại. Cùng với X, hai bộ phim này đã xâm kiếm hợp ích để chiếm cứ doanh thu phòng vé. Tại quê nhà Thái Lan, Best Singers là phim nội địa đã đánh bật các bom tấn Hollywood phát hành cùng thời điểm như Alien, Covenant, King Arthur hay Guardians of the Galaxy Vol. 2. Bộ phim có doanh thu cao nhất tại nước này với 112,15 triệu bạc, hơn 76 tỷ đồng. Trên cộng đồng điện ảnh IMDb, bộ phim cũng được chấm tới 8,3 điểm, một con số điểm ngạc nhiên dành cho phim châu Á. Khi tham gia đấu trường quốc tế, Best Singers được chọn chiếu mở màn New York Asian Film Festival lần thứ 16. Đây là lần đầu tiên một tác phẩm đến từ quốc gia Đông Nam Á được lựa chọn chiếu mở màn ở sự kiện này. Câu chuyện phim xoay quanh một phi vụ kiếm tiền từ nữ chính Lin Chutimon Chuan Charoen Sukin nhờ vào việc gian lận trong các kỳ thi tại trường trung học.
học. Là thiên tài toán học, Linh đã chỉ bài cho bạn cùng trường để kiếm tiền. Khách hàng của cô là năm cô cậu con nhà giàu trong trường với mức giá 3.000 bạc một môn. Không may, phi vụ làm ăn của Linh bị đổ bể, cô bị bắt tại trận và chính vào lúc đấy, đồng bọn của cô đã ra tay để giải cứu. Những mánh khóe gian lận phòng thi sẽ được bóc trần. Điều bất ngờ là dàn diễn viên trong phim toàn là những gương mặt trẻ tuổi. Có những diễn viên đến với vai diễn này hoàn toàn là đầu tay. Người được chú ý nhất trong dàn cast là nữ chính với cái tên khó nhớ, Alba Chutimon Chuen Sharon Sukin.